Như vậy lần lượt khắp trong địa ngục lớn ở 10 phương các thế giới khác chịu các khổ lớn ghê gớm mãnh liệt. Hoặc khi kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong ở 10 phương thế giới phát khởi thì bị nghiệp thiếu chánh pháp vẫn chưa hết, khi chết rồi lại sanh trở lại ở trong địa ngục lớn ở cõi kham nhẫn này, từ địa ngục lớn này đến địa ngục lớn khác cho đến thời kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa phát khởi thì đã chịu các khổ lớn ghê gớm mãnh liệt. Nếu khi kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong ở thế giới này phát khởi thì bị nghiệp thiếu chánh pháp vẫn chưa hết, đến khi chết rồi lại sanh ở các thế giới khác ở trong địa ngục lớn khắp 10 phương chịu các khổ lớn ghê gớm mãnh liệt, luân hồi như vậy trải qua vô số kiếp. Tội nghiệp thiếu chánh pháp kia, thế lực giảm dần ra khỏi địa ngục lại đọa vào loài bàng sanh, trải qua hơn 100 năm cho đến 100.000 muôn ước năm, chịu thân bàng sanh, gặp đủ các khổ, tàn hại, bức bách, vân vân. Vì tội chưa hết nên ở thế giới này, từ nơi hiểm ác này đến chốn hiểm ác khác, cho đến thời kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa phát khởi, phải chịu các khổ tàn hại, bức bách, vân vân. Khi tam tai ở thế giới này hoại, bị nghiệp thiếu chánh pháp, thế lực vẫn chưa hết, chết rồi lại sanh ở thế giới phương khác, cùng đồng loại này, trong loài bằng sanh trải qua hơn 100 năm, cho đến hơn 100.000 muôn ước năm, chịu đủ các khổ tàn hại, bức bách, vân vân. Tội chưa hết nên sanh ở thế giới khác, từ chỗ hiểm ác này đến chỗ hiểm ác khác, cho đến thời kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa phát khởi, chịu các khổ tàn hại, bức bách, vân vân. Hoặc khi tam tai ở thế giới này phá hoại, nhưng nghiệp thiếu chánh pháp kia thế lực vẫn chưa dứt, chết rồi lại sanh ở thế giới phương khác, cùng với đồng loại này trong loài bảng sanh trải qua hơn 100 năm, cho đến hơn 100.000 muôn ước năm, vẫn chịu các khổ tàn hại, bức bách, vân vân. Tội chưa hết, cho nên sanh ở thế giới khác, từ chỗ hiểm ác này đến chỗ hiểm ác khác, cho đến thời kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa phát khởi, lại bị các khổ tàn hại, bức bách, vân vân. Như vậy lần lượt trải khắp các thế giới 10 phương chịu các khổ tàn hại, bức bách ở thân bàng sanh. Hoặc khi tam tai ở 10 phương thế giới hoại diệt, nhưng nghiệp thiếu chánh pháp kia thế lực vẫn chưa dứt, chết rồi sanh trở lại trong loài bàng sanh ở thế giới kham nhẫn, từ chỗ hiểm ác này đến chỗ hiểm ác khác, cho đến thời kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa phát khởi, vẫn chịu các khổ tàn hại, bức bách, vân vân. Hoặc khi tam tai ở thế giới này hoại, nhưng nghiệp thiếu chánh pháp kia thế lực vẫn chưa dứt, chết rồi vẫn sanh trở lại thế giới khác ở khắp 10 phương trong loài bàng sanh, chịu nhiều việc khổ cứ xoay vần như thế trải qua vô số kiếp. Tội thiếu chánh pháp kia nghiệp lực mỏng dần thoát khỏi loài bàng sanh, lại đọa trong ngạ quỷ trải hơn 100 năm cho đến hơn 100.000 muôn ước năm, chịu đủ các khổ ốm đói, tiểu tụy, khô khát. Tội chưa hết nên sanh trong thế giới này, từ cõi ngạ quỷ này đến cõi ngạ quỷ khác, cho đến thời kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa phát khỏi, lại chịu nhiều thống khổ ốm đói, tiểu tụy, khô khát, vân vân. Hoặc khi tam tai ở thế giới này hoại, nhưng nghiệp thiếu chánh pháp kia thế lực vẫn chưa dứt, chết rồi sanh lại thế giới phương khác, cùng đồng loại này trong loài ngạ quỷ, trải qua hơn 100 năm cho đến hơn 100.000 muôn ước năm, chịu đủ các khổ ốm đói, tiểu tụy, khô khát, vân vân. Tội vẫn chưa hết nên ở thế giới này, từ cõi ngạ quỷ này đến cõi ngạ quỷ khác, cho đến thời kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa phát khỏi, chịu nhiều thống khổ ốm đói, tiểu tụy, khô khát, vân vân. Hoặc khi tam tai ở thế giới khác hủy hoại, nhưng nghiệp thiếu chánh pháp kia thế lực vẫn chưa dứt, chết rồi sanh lại thế giới phương khác, cùng đồng loại này trong loài ngạ quỷ, trải qua hơn 100 năm cho đến hơn 100.000 muôn ước năm, chịu đủ các thống khổ ốm đói, tiểu tụy, khô khát, vân vân. Tội vẫn chưa hết nên ở thế giới khác, từ cõi ngạ quỷ này đến cõi ngạ quỷ khác, cho đến thời kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa phát khỏi, chịu nhiều thống khổ ốm đói, tiểu tụy, khô khát, vân vân. Như thế lần lượt trải khắp 10 phương ở cõi ngạ quỷ, chịu nhiều thống khổ ốm đói, tiểu tụy, khô khát, vân vân. Hoặc khi tam tai ở 10 phương thế giới khác hủy hoại, nhưng nghiệp thiếu chánh pháp kia thế lực vẫn chưa dứt, chết rồi sanh trong loài ngạ quỷ ở cõi kham nhẫn này, từ cõi ngạ quỷ này đến cõi ngạ quỷ khác, cho đến thời kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa phát khỏi, chịu nhiều thống khổ ốm đói, tiểu tụy, khô khát, vân vân.
Hoặc khi tam tai ở mười phương thế giới khác hủy hoại, nhưng nghiệp thiếu chánh pháp kia thế lực vẫn chưa dứt, nên chết rồi sanh ở thế giới khác, trải khắp mười phương trong loài ngạ quỷ chịu nhiều sự khổ. Luân hồi như thế trải qua vô số kiếp, nghiệp thiếu chánh pháp kia thế lực sắp dứt, thoát khỏi cõi ngạ quỷ sanh trong loài người. Tuy được làm người nhưng ở chốn hạ tiện, nghĩa là sanh trong nhà mù điếc, nhà làm thuê, nhà gánh thây chết, nhà hàng thịt, nhà đánh cá, săn bắn, nhà công thợ, nhà cho người mua vui, nhà tà kiến, nhà thiếu văn hóa, xen tạp ác luật nghi. Hoặc phải chịu thân không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, không tay, không chân, đuôi điếc, câm ngọng, ung thư, hủi lác, phong cuồng, điên khùng, tàn tật, lưng gù, lùn xấu, cụt tay, cụt chân, các căn thiếu thốn, da đen, tiểu tụy, khở khạo, không hiểu biết, có làm việc gì cũng bị người khinh chê, hoặc sanh ở chỗ không nghe danh hiệu Phật Pháp Tăng Bồ Tát độc giác, hoặc lại sanh ở thế giới u ám, thường không có ngày đêm, hoàn toàn không có ánh sáng, ở chỗ hiểm nạn, uế trược, ác độc. Vì sao? Vì nghiệp thiếu chánh pháp làm tăng trưởng rất nặng, chịu đủ quả khổ như vậy, ưa thích điều gì cũng không được viên mãn, phẩm loại rất nhiều, khó có thể nói hết. Nếu muốn nói đủ, cùng kiếp cũng không hết. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chiêu cảm nghiệp thiếu chánh pháp tạo tác tăng trưởng kia có thể nói cùng tương tự với năm nghiệp vô gián không? Phật dạy: Xá Lợi Tử, chiêu cảm nghiệp thiếu chánh pháp rất là sâu nặng, không thể đem so sánh với năm nghiệp vô gián. Nghĩa là người kia nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm liền chống cự, phản đối, phỉ báng, khinh chê, nói như vậy. Lời này chẳng phải lời Phật thuyết, chẳng phải pháp, chẳng phải luật, chẳng phải đại sư dạy, chúng tôi đối với điều này không đáng tin học. Người phỉ báng chánh pháp này là tự phỉ báng Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng dạy bảo người khác phỉ báng, tự hoại thân mình cũng phá hoại người khác, tự uống thuốc độc cũng khiến người khác uống, tự mình mất quả báo sanh thiên giải thoát an lạc cũng làm cho người khác mất quả báo sanh thiên giải thoát an lạc, tự đưa mình đến lửa địa ngục cũng dẫn người khác đến lửa địa ngục, tự mình không tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cũng dạy người khác không tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, tự mình chìm trong biển khổ cũng lôi người khác chìm trong biển khổ. Xá Lợi Tử, ta đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như thế, không muốn cho người phỉ báng chánh pháp nghe danh tự Bát Nhã Ba La Mật Đa, huống chi là thuyết cho họ. Xá Lợi Tử, người phỉ báng chánh pháp, ta không cho các thiện nam tử vân vân an trụ Bồ Tát thừa nghe danh tự của họ, huống là mắt thấy hay cùng sống chung. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì các người phỉ báng Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm nên biết đó là tên gọi khác của người phá hoại chánh pháp, đọa vào loài đen tối như ốc sên ô uế, tự dơ bẩn lại làm người người khác dơ bẩn như đống phân hôi thối. Nếu ai tin lời người phá hoại chánh pháp cũng chịu khổ lớn đã nói ở trước. Xá Lợi Tử, nếu có phá hoại Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, nên biết loại ấy tức là địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, nhất định sẽ chịu vô biên khổ lớn, độc hại rất nặng. Vì vậy, người biết không nên hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Lúc này, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai chỉ thuyết người phá hoại chánh pháp khi đọa vào đại địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, chịu nhiều thống khổ mà không thuyết thân lượng hình dạng? Phật dạy: Xá Lợi Tử, thôi, chẳng nên nói hình dạng của người phá hoại chánh pháp phải chịu sanh vào đường ác ở đời tương lai. Vì sao? Vì nếu ta nói đủ hình dạng kia, thì họ nghe được sẽ kinh hãi, sợ sệt, đến ngất xỉu, dẫn đến mất mạng, hoặc khổ gần chết, tâm đau khổ như chúng tên độc, thân khô héo như dây đứt gốc. Người kia nghe thuyết việc người hủy báng chánh pháp sẽ chịu khổ, thân rất xấu như thế, tự kinh hoàng đến nỗi mất mạng. Ta vì thương xót kẻ ấy nên không thuyết. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cúi xin Phật thuyết hình dạng xấu xí kia để răn dạy đời sau, để biết phỉ báng chánh pháp sẽ gặp khổ lớn và không dám tạo tội. Phật dạy: Xá Lợi Tử, lời dạy trên của ta cũng đủ răn dạy sáng suốt, nghĩa là các thiện nam tử vân vân ở đời vị lai nghe ta thuyết người tạo nghiệp phá hoại chánh pháp làm tăng trưởng đầy đủ sẽ rơi vào đại địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, trong tất cả cõi đó chịu quả khổ lâu dài, nên tự giữ gìn không hủy báng chánh pháp. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn,
Cúi xin Thế Tôn, cúi xin đấng thiện thệ, các thiện nam tử ở đời vị lai, nghe Phật thuyết nghiệp cảm phá hoại chánh pháp trước, sẽ chịu khổ lâu dài, đủ làm lời dân dạy sáng suốt, thà bỏ thân mạng, chọn đời không hủy báng chánh pháp, chớ để đời sau phải chịu khổ ấy. Lúc bấy giờ thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có các thiện nam tử vân vân thông minh nghe Phật thuyết người hủy báng chánh pháp ở đời vị lai sẽ chịu khổ nặng lâu dài, thì phải hộ trì thân khẩu ý nghiệp chớ nên hủy báng phá hoại chánh pháp, đọa trong ba đường ác, chịu khổ lâu dài trong nhiều kiếp nhiều đời, không thấy chư Phật, không nghe chánh pháp, không gặp chúng tăng, không được sanh nơi nước có Phật. Dù sanh làm người nhưng ở chỗ hạ tiện, bần cùng, xấu xí, ngu muội, thân thể không đủ các chi phần, nói ra điều gì mọi người đều không tin. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tạo tác tăng trưởng nghiệp cảm thiếu chánh pháp có phải do nghiệp ác ngữ huân tập không? Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng thật là do nghiệp ác ngữ tích tập tạo tác tăng trưởng nghiệp cảm thiếu chánh pháp. Ở trong chánh pháp tỳ nại gia của ta sẽ có các người ngu si xuất gia, người kia tuy xưng ta là đại sư nhưng đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm của ta thuyết lại hủy báng phá hoại. Thiện hiện, ông nên biết, nếu hủy báng bát nhã ba la mật đa thậm thâm là hủy báng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Nếu hủy báng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật là hủy báng trí nhất thiết trí của chư Phật ba đời. Nếu hủy báng trí nhất thiết trí chư Phật ba đời là hủy báng Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Nếu hủy báng Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo thì hủy báng chánh kiến thế gian, nếu hủy báng chánh kiến thế gian thì sẽ hủy báng bố thí vân vân sáu pháp ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng. Do tạo các sự việc hủy báng kia liền lãnh chịu vô lượng vô số vô biên tội nghiệp, do lãnh chịu vô lượng vô số vô biên tội nghiệp liền lãnh chịu khổ lớn ở tất cả địa ngục, báng sanh, ngạ quỷ và trong loài người. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người ngu si kia do bao nhiêu nhân duyên mà hủy báng bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy? Phật dạy: Thiện hiện, do bốn nhân duyên, một là bị các tà ma thổi đến nên mê lầm, hai là đối với pháp sâu xa không tin hiểu nổi, ba là không siêng năng tinh tấn nên chìm đắm nơi năm uẩn, bị sự sai khiến của các ác tri thức, bốn là vì lòng nhiều sân hận thích làm việc ác.